Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về đèn LED trợ sáng. Như ở đây các bạn có thể thấy mình có khá nhiều các loại đèn. Và đã có rất nhiều các bạn thắc mắc với mình là trên thị trường có khá nhiều các loại đèn LED khác nhau. Chất lượng cũng như giá thành cũng khác nhau, dao động từ mấy chục ngàn cho đến mấy trăm ngàn. Mặc dù thì nhìn về cấu tạo bên ngoài thì nó rất là giống nhau. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về đèn LED trợ sáng. Ở đây thì mình đang có một chiếc đèn LED trợ sáng. Bên ngoài hộp thì nhà sản xuất có ghi điện áp hoạt động từ 12 cho đến 100V, công suất là 18W, nhiệt độ từ 0 cho đến 45 độ. Nhìn nó khá là nhỏ gọn. Và bây giờ thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cấu tạo bên trong của đèn. Chiếc đèn LED này có 6 bóng. Bao gồm một mạch điều khiển và 6 bóng LED siêu sáng. Công suất là 18W, như vậy là mỗi một bóng LED này có công suất là 3W. Còn đây là pha đèn và kính mica. Đây là toàn bộ cấu tạo của đèn. Và bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn cho đèn hoạt động. Bạn có thể thấy là đèn khá là sáng. Và bây giờ là chiếc đèn thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây cũng là loại đèn LED siêu sáng rất là phổ biến trên thị trường, có giá khá là rẻ, chưa tới 100.000. Về cấu tạo bề ngoài thì các bạn có thể thấy cũng khá là giống so với chiếc đèn lúc trước. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cấu tạo bên trong. Thì đây là toàn bộ cấu tạo bên trong của đèn, bao gồm một mặt mica. Và đây là những bóng đèn LED siêu sáng. Mình sẽ đặt hai chiếc đèn cạnh nhau. Các bạn có thể thấy bóng LED siêu sáng này khá là nhỏ, nhỏ hơn khá nhiều so với chiếc bên tay trái của mình. Chỉ cần nhìn như thế này thôi thì bạn cũng có thể đoán được chiếc nào có chất lượng tốt hơn rồi. Đó là chiếc đèn bên tay trái. Phần mạch điện cũng như bóng LED của chiếc đèn bên tay trái có chất lượng tốt hơn. Do đó độ bền cũng như giá của chiếc đèn này sẽ cao hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn cho các bạn xem. Chiếc đèn này có hai chức năng, một là sáng thông thường và chức năng thứ hai đó là nhấp nháy như thế này. Thì qua video này thì các bạn cũng có thể hiểu được lý do vì sao có những loại đèn LED bên ngoài nhìn rất là giống nhau nhưng cấu tạo bên trong thì lại khác nhau, dẫn tới chất lượng cũng như giá thành cũng khác nhau. Do đó các bạn phải tìm hiểu cũng như cân nhắc kỹ trước khi mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cũng như theo dõi kênh của Xe Điện Hải Đăng để có thể xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.